Con xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Hãng xe máy Honda của Nhật Bản vừa chính thức trình làng mẫu xe côn tay Honda RSX150 năm 2024 hoàn toàn mới tại thị trường Malaysia. Và mẫu xe này có thiết kế giống hệt với mẫu xe Honda Kudix, nhưng là sự kết hợp giữa hai phiên bản V2 và V3 tại thị trường Việt Nam chúng ta các bạn nha. Và được bổ sung tùy chọn thêm phần màu sắc mới. Mình thì mình thấy rằng những màu sắc đến từ thị trường Malaysia luôn nổi trội và đẹp hơn rất nhiều. Đều là những màu sắc độc lạ và xu hướng, chứ không cơ bản giống như màu sắc tại Việt Nam chúng ta, kể cả phiên bản V4 vừa ra mắt. Và với mẫu xe phiên bản màu sắc mới này, nó sẽ được tăng giá lên một chút vào khoảng tầm 490.000 đồng khi đổi ra tiền Việt. Tức là mức giá bán quy đổi toàn bộ ra vào khoảng tầm 48 triệu đồng cho mẫu xe này các bạn nha. Và từ ngày 22 tháng 2 năm 2024 thì mẫu xe này sẽ được chính thức bày bán tại thị trường Malaysia. Hiện tại thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình, ngoài việc cập nhật về phần màu sắc sơn mới thì những thông tố kỹ thuật khác trên mẫu xe này vẫn được giữ nguyên và gần như không thay đổi. Mẫu xe côn tay này vẫn được cung cấp sức mạnh là từ khối động cơ xi lanh đơn, dung tích 149,16cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI đến từ Honda. Kết hợp với đó là hộp số 6 cấp này, truyền động bằng bánh xích. Động cơ này sản sinh ra công suất là 15,8 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 13,6 Nm. Sức mạnh này hoàn toàn có thể sánh vai được với các mẫu xe đối thủ các bạn nha. Tiếp theo là hệ thống phanh của dòng xe mới này được đảm nhiệm bởi đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và bánh sau của xe, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Bánh trước của dòng xe RSX150 2024 giống như Việt Nam chúng ta vẫn được tích hợp thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS, một kênh cho phần bánh trước của xe. Và Honda RSX150 2024 sử dụng bánh xe có kích thước 17 inch. Cụ thể, lốp trước là 90/80/17 và lốp sau là 120/70/17 các bạn nha. Và mẫu xe này vẫn trang bị dung tích bình xăng là 4,5 lít, trang bị đồng hồ mặt phùng hồ full LCD. Hệ thống thì đèn LED 100% từ hệ thống đèn pha, đèn cốt, đèn hậu và đèn xi nhan của xe. Kèm theo đó nữa là mẫu xe này được trang bị cổng sạc chìa khóa thông minh hoàn toàn giống như Việt Nam chúng ta. Trọng lượng công bố của xe hiện tại vẫn giữ mức là 122kg và chiều cao yên xe ở mức là 795mm. Với những màu sắc đến thị trường Malaysia thì mình thấy là khá là ok rồi. Đều là những màu sắc đẹp hấp dẫn và cũng được áp dụng chế độ bảo hành. Nhưng bảo hành sẽ được ít hơn so với Việt Nam chúng ta. Chỉ áp dụng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000km tùy theo điều kiện nào đến trước các bạn nha. Ở Việt Nam chúng ta là 3 năm hoặc 30.000km, các bạn lưu ý nội dung này. Và hiện tại thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Với Việt Nam chúng ta thì hiện tại có cả V3 và V4. Tuy nhiên thì V4 ấy, số lượng hàng về rất hạn chế. Mình sẽ có một video nói cụ thể về nội dung này, lý do tại sao lại như vậy. Các bạn có thể theo dõi ở phần tiếp theo các bạn nha. Còn hiện tại thì phiên bản V3, đây là hai màu sắc trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình. Cơ bản thiết kế gần như tương tự giống nhau. Tuy nhiên phiên bản mới năm 2024 đã được Honda Việt Nam bổ sung thêm ở phần khối động cơ của xe, tích hợp thêm bộ chống trượt 2 chiều hoàn toàn mới, giúp chiếc xe côn số nhẹ mượt và êm hơn khá là nhiều. Các bạn lưu ý nha. Còn lại thì cơ bản tổng thể thiết kế vẫn tương tự. Đây là những phiên bản không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Còn những phiên bản được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS thì hệ thống ABS sẽ làm được liềm liền khối với phần đĩa xe phía trước của xe. Các bạn lưu ý. Tổng thể thiết kế đây. Vẫn mão đầu đèn ở phần phía trên, hệ thống đèn pha cốt ở phần phía dưới của xe. Kết hợp với đó thì trang bị trên xe hệ thống đèn full LED 100%. Mức giá bán thì cũng ngang ngửa so với trường Malaysia mà thôi. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta ấy, mẫu xe này khi được bày bán ở đại lý thì mẫu xe sẽ có mức giá bán rẻ hơn khá nhiều. Phiên bản 2024 ấy, đang duy trì và dao động ở mức giá là từ 38 cho tới 41 triệu. 38 triệu cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, phiên bản tiêu chuẩn. Với mức tiêu nhiên liệu là 1,98 lít trên 100km cho phiên bản 2024, còn 1,99 lít trên 100km cho phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Gần như ngang ngửa với nhau thôi. Nhưng phiên bản 2024 ở Việt Nam chúng ta các bạn có thể nhìn rất rõ trên màn hình. Với trang bị hệ thống mâm xe nhẹ hơn cho cả trước và sau, mâm sẽ là mâm 5 chấu. Còn phiên bản V3 2023 sẽ là mâm 6 chấu. Và tương tự mẫu xe Honda RSX150 đến thị trường Malaysia cũng vẫn đang trang bị mâm 6 chấu thôi các bạn nha. Cục máy trang bị cho xe vẫn tương tự 150 phân khối, sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 15,8 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 13,6 Nm. Có tích hợp thêm bộ chống trượt 2 chiều hoàn toàn mới. Mỏ cày trên phiên bản màu trắng đen này nhìn khá là đẹp luôn, nó tách biệt hoàn toàn, nhìn rất là thể thao phong cách. Còn phiên bản cũ thì là một màu đen ở phần phía dưới mỏ cày, nhìn nó sẽ
hơi tối một chút, không toát lên cái vẻ thể thao so với phiên bản của năm 2024 ở đây. Đi kèm với đó, bộ tem màu đỏ đen cũng rất đẹp và cuốn hút, các bạn có thể theo dõi. Thêm một vị trí khác biệt nữa trên phiên bản 2024 chính là cái vị trí đèn soi biển số phía sau, được làm to hơn so với làm nhỏ gọn ở phiên bản cũ. Nội dung này thì mình thấy nhỏ gọn vẫn ok hơn các bạn nha. Còn lại các trang bị trên xe này, mặt đồng hồ full LCD, các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn trang bị đầy đủ, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe. Phiên bản này vẫn được trang bị chìa khóa thông minh smart key nhưng sẽ không có cổng sạc 2.1A tiện dụng như trên những phiên bản phanh ABS. Còn lại tổng thể thiết kế kết cấu trên xe tương tự như các phiên bản của Malaysia, Indonesia hay những mẫu xe tại Việt Nam chúng ta, các bạn có thể lưu tới đối chừng như vậy. Còn đối với phiên bản V3 năm 2023 trong thời điểm này vẫn đang còn hàng, kể cả những màu sắc sơn độ 3D các bạn nha. Mức giá bán từ 37 cho tới 39 triệu, 37 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn phanh thường, còn 39 triệu cho phiên bản phanh ABS. Có những phiên bản màu sắc khác ấy thì giá bán của nó sẽ rẻ hơn vào khoảng tầm 38.500.000. Các bạn lưu tâm lưu trữ như vậy trong thời điểm hiện tại. Với dòng xe Honda Winner X phiên bản V3 2023 và V4 năm 2024 ở đây, mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu. Với những phiên bản V4 ấy, thì các bạn phải đặt hàng trước mới có xe các bạn nha. Còn V3 thì vẫn đang còn sẵn hàng, các bạn nào quan tâm có thể tham khảo và lựa chọn thêm. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Tùy theo khẩu các bạn ở thành phố hay ở huyện thì tiền đăng ký nó sẽ khác nhau đi một chút. Trong thời điểm hiện tại thì chương trình khuyến mại cho mẫu xe Honda Wix đã hết rồi. Trước đây được tặng điện thoại nhá, nhưng sau thời điểm sau Tết ấy, đã kết thúc cái chương trình tặng điện thoại rồi. Các bạn lưu tâm ý, mức giá bán thì vẫn giữ nguyên, duy trì ở mức giá bán từ 37, 39 cho phiên bản tiêu chuẩn và 39, 41 cho phiên bản phanh ABS trên mẫu xe Honda Winner X. Và đó toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 đã chia sẻ với cụ thể, đặc biệt là giới thiệu với bạn cùng tham khảo thêm một mẫu xe tương tự giống với mẫu xe Honda Winner X tại Việt Nam chúng ta. Chiếc xe có tên gọi là Honda RS X150 năm 2024 với việc bổ sung thêm màu sắc mới ở thị trường Malaysia để gửi đến bạn cùng tham khảo. Rồi, các giá này của mình, nếu mà còn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.